Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Trong tuyên bố vừa phát đi, Hezbollah cho biết nhóm đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất của cuộc tấn công trả đũa Tel Aviv. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Liban nói đã phóng 320 quả tên lửa Katyusha và lượng lớn máy bay không người lái UAV xuyên biên giới, tập kích 11 cứ điểm quân sự và doanh trại của Israel, bao gồm cả căn cứ Meron và 4 tiền đồn ở cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Tuy nhiên, Hezbollah cảnh báo phản ứng trả đũa đầy đủ sẽ mất một thời gian. Theo hãng tin Al Jazeera của Qatar, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 48 giờ tới, cho phép lực lượng phòng vệ Israel IDF ra hướng dẫn với dân thường, hạn chế tụ tập các đám đông và đi lại, cũng như phong tỏa các khu vực liên quan. Các chuyến bay đến và đi khỏi sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv đã bị đình chỉ trong thời gian ngắn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant cho đăng tải lên mạng xã hội X bức ảnh chụp ông Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức khác của Israel đang họp tại trụ sở lực lượng phòng vệ Israel ở Tel Aviv để kiểm soát tình hình. Truyền thông của Israel đưa tin, nội các an ninh của Israel đã nhóm họp lúc 7 giờ giờ địa phương, 11 giờ giờ Việt Nam ngày 25 tháng 8. Báo Times of Israel đưa tin, các nhà quan sát quân sự Israel trước đó đã dự đoán về một cuộc tấn công lớn của Hezbollah để trả thù cho vụ sát hại chỉ huy Fuad Shaker trong một vụ không kích của lực lượng phòng vệ Israel vào ngày 30 tháng 7. Các nhà quan sát quân sự Israel lưu ý tối ngày 25 tháng 8 đánh dấu sự khởi đầu của lễ Abin của người Hồi giáo dòng Shiite 40 ngày, thời điểm kết thúc quá trình tưởng niệm hàng năm cho sự qua đời của cháu trai nhà tiên tri Mohammed, một biểu tượng của sự phản kháng và đoàn kết. Trước khi Hezbollah ra tay, quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện tấn công phủ đầu vào một số khu vực ở miền nam Liban. Hãng thông tấn Ynet của Israel trích dẫn các báo cáo quân sự cho biết, lực lượng không quân của lực lượng phòng vệ Israel đã nhắm bắn 40 mục tiêu ở Liban, trong khi Hezbollah phóng 150 quả tên lửa liên tiếp vào miền bắc Israel. Israel đang chuẩn bị cho việc Hezbollah sử dụng các tên lửa tầm xa hơn để tập kích các thành phố xa hơn về phía nam của nước này. Theo báo Guardian, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant đã trao đổi với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin về các vụ không kích vào Liban và tầm quan trọng của việc tránh gia tăng xung đột trong khu vực. Ông Gallant cam kết các lực lượng quốc phòng của Israel quyết tâm bảo vệ công dân và sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để loại bỏ các mối đe dọa sắp xảy ra. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Steve Savage cho hay, Tổng thống Joe Biden đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện ở Israel và Liban, đồng thời chỉ đạo các quan chức cấp cao Mỹ thảo luận liên tục với các đối tác Israel. Washington tái khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của Israel cũng như nỗ lực vì sự ổn định của khu vực. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 8, giao tranh dữ dội xuyên biên giới tiếp tục nổ ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong đó, các cuộc không kích của Israel vào Liban khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Theo truyền thông khu vực, trong số 10 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào phía nam Liban, có 8 thành viên của Hezbollah. Đây được coi là một trong những tổn thất nặng nề nhất với nhóm vũ trang Liban kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới với quân đội Israel hôm 8 tháng 10 năm 2023. Đáng chú ý, nhiều khu vực tại Liban cũng lần đầu tiên trở thành mục tiêu tấn công của không quân Israel sau hơn 10 tháng xung đột. Hezbollah đã đáp trả các cuộc không kích của Israel bằng nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội sang khu vực phía bắc Israel. Đợt tấn công mới nhất diễn ra vào tối ngày 22 tháng 8 với khoảng 40 quả tên lửa được Hezbollah phóng đi từ miền nam Liban hướng về phía khu vực Kiryat Shmona. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, cuộc tấn công của Hezbollah không gây ra bất kỳ thương vong nào nhưng khiến còi báo động vang lên tại hàng loạt khu dân cư dọc biên giới Liban. Trước cuộc tập kích này, trong chiều và trưa ngày 23 tháng 8, nhóm vũ trang Liban cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công lửa ác liệt vào các khu vực Safed, Tây Galilee, Magaliot ở phía bắc Israel. Theo quân đội Israel, tổng số tên lửa Hezbollah bắn sang lãnh thổ Israel trong ngày 23 tháng 8 vào khoảng 100 quả. Đánh dấu một trong những ngày nhóm vũ trang Liban tập kích tên lửa dữ dội nhất vào Israel trong tháng 8 này. Tại các bình luận khác nhau vào đêm ngày 23 tháng 8, một số nhà phân tích khu vực lo ngại Israel và Hezbollah sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công chống phá nhau, làm gia tăng nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện bất cứ lúc nào. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong đêm ngày 21 tháng 8 và sáng ngày 22 tháng 8, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích liên tiếp, đánh phá hàng loạt mục tiêu của Hezbollah ở 10 địa điểm khác nhau thuộc phía nam Liban. Trong số các mục tiêu Hezbollah bị tấn công, có các kho chứa vũ khí, cấu trúc quân sự và bệ phóng dùng trong các cuộc tập kích tên lửa sang lãnh thổ Israel.
loạt đợt không kích mới nhất nhằm đáp trả vụ Hezbollah phóng hơn 50 quả tên lửa tấn công thị trấn Qazvin ở cao nguyên Golan hôm 21 tháng 8 đã khiến một người Israel bị thương. Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Israel cho biết một số quan chức Mỹ đã nói với tờ Bưu điện Washington rằng Hezbollah đang điều chỉnh chiến thuật tấn công Israel. Theo đó, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn giờ đây tập trung vào các cuộc tấn công có trọng điểm để báo thủ việc Israel ám sát thủ lĩnh quân sự nhóm này là Fuad Shukr hồi cuối tháng trước, thay vì phóng tên lửa ồ ạt tấn công vào một thành phố đông dân cư như Tel Aviv. Cũng theo các quan chức Mỹ, trong khi chỉ hoãn cuộc tấn công trả đũa trực tiếp nhằm vào Israel, giới chức Iran dường như đang khuyến khích Hezbollah tấn công Israel. Theo báo chí khu vực, căng thẳng tại mặt trận phía Bắc với Liban sẽ là một trong những chủ đề thảo luận chính tại cuộc họp nội các an ninh Israel, được lên kế hoạch diễn ra hôm 22 tháng 8 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trước đó, trong chuyến thị sát căn cứ không quân Ramat David ở phía Bắc Israel, Thủ tướng Netanyahu khẳng định quân đội nước này đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, cả về phòng thủ và tấn công, trong đó có kịch bản gia tăng căng thẳng tại mặt trận biên giới phía Bắc. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cảnh báo hành động trả đũa của Tehran đối với Israel vì vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh có thể chỉ diễn ra sau một thời gian dài chờ đợi. Ông Haniyeh thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Tehran vào cuối tháng 7, chỉ vài giờ sau khi dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Sau sự vụ, Iran đã cam kết sẽ trừng phạt Israel một cách nghiêm khắc, dù Tel Aviv không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Trung Đông và các đồng minh của Israel đã chuẩn bị cho sự trả đũa công khai của Iran, nhưng cho đến nay, lời đe dọa của quốc gia Hồi giáo này vẫn chưa trở thành hiện thực. Ali Mohammad Naini, phát ngôn viên của IRGC, một nhánh tinh nhuệ và có ảnh hưởng của quân đội Iran, phát biểu: "Thời gian đang ủng hộ chúng tôi và thời gian chờ đợi cho phản ứng này có thể kéo dài." Ông Naini nói thêm, kẻ thù sẽ phải chờ một phản ứng có tính toán và chính xác. Theo đài RT, truyền thông Iran cũng dẫn lời phát ngôn viên IRGC tiết lộ, các nhà lãnh đạo Iran đang cân nhắc các tình huống và phản ứng có thể sẽ không lặp lại các hoạt động trước đây của đất nước. Hồi tháng 4, Iran từng phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái UAV về phía Israel để đáp trả vụ đánh bom lãnh sự quán của nước này tại Syria. Theo Tel Aviv, loạt tấn công này hầu hết bị hệ thống phòng không vòm sắt của Israel bắn chặn. Nhưng một số tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu, gây ra thiệt hại tối thiểu cho các cơ sở quân sự của đất nước. Sự ra đi của ông Ismail Haniyeh đã làm dấy lên mối lo ngại toàn cầu về một cuộc xung đột toàn diện giữa Iran và Israel. Mỹ đã yêu cầu các đồng minh có quan hệ với Iran thuyết phục nước này giảm căng thẳng ở Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhắc lại cam kết của Washington trong việc bảo vệ Israel, nhưng khuyến cáo tất cả các bên ở Trung Đông, bao gồm cả Israel, nên kiềm chế các hành động gia tăng. Ông Blinken nhấn mạnh, việc xoa dịu căng thẳng không chỉ quan trọng cho nỗ lực ngăn chặn một cuộc xung đột lớn trong khu vực, mà còn tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Ngoại trưởng Mỹ hiện đang có mặt trong khu vực này để tìm kiếm tiến triển cho lệnh ngừng bắn ở Gaza. Phát ngôn viên IRGC quả quyết, Iran ủng hộ bất kỳ động thái nào có thể dẫn đến chấm dứt xung đột ở Gaza, nhưng nước này không coi hành động của Mỹ là chân thành. Tehran coi Mỹ là một bên tham gia vào cuộc xung đột ở giải Gaza. Giới chức Mỹ và Israel hiện chưa có phản hồi trước các phát biểu trên. Thưa quý vị, mới đây, kênh truyền hình Al-Masarat do lực lượng Houthi ở Yemen điều hành đưa tin liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành 3 đợt không kích vào khu vực Salib phía tây bắc thành phố cảng Hodeidah, ven biển đỏ. Bản tin không nêu cụ thể về số lượng thương vong và các thông tin chi tiết. Người dân sống tại khu vực trên cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn và thấy cột khói đen bốc lên từ căn cứ quân sự của lực lượng Houthi ở Salib. Đây là khu vực thường xuyên bị liên quân Mỹ-Anh tấn công. Hiện liên quân chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Cuộc tấn công xảy ra vài giờ sau khi hai tàu cảng chở hàng, một ở Biển Đỏ và một ở Vịnh Aden, bị tên lửa, thiết bị bay và xuồng không người lái tấn công. Kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023, lực lượng Houthi ở Yemen đã thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo chống hạm và thiết bị bay không người lái nhằm vào các tàu liên quan tới Israel đi qua Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ với người Palestine ở giải Gaza. Đáp lại, liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu Houthi ở Yemen. Theo truyền thông phương Tây, lực lượng Houthi là một phần của cái gọi là trục kháng chiến, đó là liên minh chống Israel và chống phương Tây của các nhóm quân khu vực gồm Hamas, Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Trong thông báo mới đây, Bộ Tình báo Iran cho biết
lực lượng chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 14 đối tượng là thành viên một nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở nước này. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Bộ Tình báo Iran khẳng định những kẻ khủng bố đã xâm nhập bất hợp pháp vào Iran trong vài ngày qua để thực hiện các hoạt động phá hoại. Lực lượng bảo vệ pháp luật Iran đã bắt giữ chúng ở các tỉnh Tehran, Anbar, Fars và Khuzestan. Thẩm tra bước đầu, chúng khai nhận là thành viên của nhà nước Hồi giáo Khorasan, một chân rết của IS tại Nam Trung Á, chủ yếu là Afghanistan và Pakistan. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ thông báo, cuộc không kích nhắm vào Abu Abe al-Rahman al-Maki, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Huras al-Din, liên kết với Al-Qaeda. Nhóm này từng chia sẻ tham vọng của Al-Qaeda là tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ và phương Tây trên toàn thế giới. Mỹ hiện duy trì khoảng 900 binh sĩ tại Syria, tham gia Liên minh Quốc tế chống khủng bố được thành lập năm 2014 để tiêu diệt các chiến binh thánh chiến, kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Nguyên nhân khiến chiếc trực thăng chở Tổng thống Ibrahim Raisi bị rơi hồi tháng 5 khiến ông và phái đoàn tùy tùng thiệt mạng là do điều kiện thời tiết xấu và máy bay chở quá tải trọng. Thông tin được hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đã dẫn một nguồn tin an ninh thông báo kết quả điều tra cuối cùng vụ tai nạn máy bay. Nguồn tin an ninh cho biết, các cuộc điều tra cho thấy máy bay đã chở quá 2 người so với quy định. Nguồn tin khẳng định cuộc điều tra về vụ rơi máy bay chở Tổng thống Raisi đã hoàn tất, hoàn toàn chắc chắn rằng những gì đã xảy ra chỉ là vụ tai nạn. Ngày 15 tháng 9, Tổng thống Raisi và phái đoàn tùy tùng đang trên đường đến tỉnh Đông Azerbaijan thì trực thăng chở họ bị rơi ở khu vực vùng núi. Trên trực thăng gặp tai nạn còn có Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian. Toàn bộ thành viên trên chiếc máy bay đã thiệt mạng. Các cuộc điều tra sơ bộ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, cũng như loại trừ khả năng có hành động phá hoại khiến máy bay bị rơi. Trong thời gian bay và 69 giây trước khi xảy ra tai nạn, liên lạc với phi hành đoàn theo tần số đặc biệt vẫn được duy trì, cho thấy không có khả năng xảy ra bất kỳ gián đoạn nào trong hệ thống liên lạc hoặc nhiễu tần số. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!